các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. X10 độ phong cách đầy táo bạo khi lộ bỏ phanh đĩa sau. Cái chiếc X10 mà mình sắp giới thiệu với các bạn ở bên dưới đây có cái tên gọi là Y15ZR, thuộc sở Faker ở bên Malaysia. Chiếc xe độ trở nên vô cùng ấn tượng, gốc lọt những thay đổi phá cách, như dụng là mâm ba đào, chèn chân sau được kéo dài, và đặc biệt là việc bỏ đi hệ thống phanh sau vô cùng táo bạo. Cùng chúng tôi chiêm ngưỡng bản đồ chất ở bên dưới nhé. Sử dụng đờ mi lưới phía trước, món đồ chơi chính hãng từ Yamaha Malaysia, đang làm điên đảo anh em chiếc X10 ở thị trường Việt Nam. Tâm điểm phá cách cho em nó là bộ lốc máy được sơn cái tông màu cũng khá mới lạ, đi kèm vài chốc titan trang trí xung quanh. Chèn chân trước được trang bị heo dầu Rainbow Bombix đối xứng, bắt vào cho cuộc xin thông qua phát heo được CC đặt riêng biệt. Bên cạnh đó, một món đồ chơi chính hãng khác cũng rất nhiều được anh em bên Malaysia ưa chuộng hay độ chế, đó là đĩa chơi Yes có kích thước là 260mm. Lòng đĩa được sơn vàng cũng rất là nổi bật. Hai thở dụng cái bộ Dance thon gọn và dĩ nhiên âm thanh rất là quy lực, và có thể chủ xe là một biker FA, vì vậy không cần thiết phải lắp các chân ở phía sau cho thêm được phiền phức, tháo bỏ đi cho em nó gọn gàng hơn. Bất tận dụng cái lỗ ốc, cái phát treo cái cổ bồ cho đẹp. Cũng như tiêu đề mình đã đến thì đã em nó đã bỏ hết cái phần phanh đĩa và hạ xuống là mâm ba đây. Hạ xuống cái mâm ba cây của nhà Yamaha. Cái bảng mâm là nhỏ giúp cho xe linh hoạt hơn, trọng lượng của em nó cũng trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Mình không biết như thế này có cảm giác là chạy mà không có phanh sau là khó chịu khi muốn giảm tốc độ hay không. Hệ thống treo sau của em nó cũng được độ lại sử dụng cái cấp Green Glass nhôm nguyên khối vô cùng đẹp mắt, và được rất nhiều chia sẻ bên Malaysia sử dụng rất nhiều, mặc dù thương hiệu này vẫn còn khá mới lạ ở Việt Nam. Raider 110 thoát xác trong bãi độ nhức nách. Đây là một chiếc Raider 110 ở bên Philippines, được chủ xe đầu tư tốn kém, đốt lọt những món đồ chơi trải dài từ trước ra sau. Đây là một cách chơi rất được ưa chuộng ở bên đó, và có thể anh em ở nước mình xem hơi bó rối một chút xíu. Tuy nhiên đây chưa phải là chiếc xe hại não nhất. Raider 110 Sprint lên một cái dạng đồ chơi màu đỏ chói lõ. Dạng ốc này được mạ rơm sáng bóng. Cái dạng lốc máy được mạ rơm là sáng bóng. Xe được khai vỏ có ngoại hình là bắt mắt hơn. Cái đĩa thắng kiểu lốc xoáy, bánh cầm liền nhôm màu đỏ, số gãy Racerboy, gạt te Racerboy, cấp sau cũng của thương hiệu Racerboy, thương hiệu đồ chơi phổ biến ở các nước Đông Nam Á. Chèn đầu rất là dữ dằn khi thay đổi ốp đầu, chế thêm gương gù vào cái chó đèn, thích hợp luôn. Ki đông được nhộm CC chụp vào như là xe đua, gắn hai cụm dòng Racerboy để xe đi con dòng, bao tay Racerboy, cụm phục Racerboy. Khi em đó lột xác, khoe cái dàn khung ở bên trong cũng được mạ rơm sáng bóng, kể cả bình xăng lớn. Xài heo dầu trước và sau của Racerboy, bô Dance. Yên xe được làm gọn gàng hơn, rất là thể thao. Xài cái sên của Didi, vâng. Một Ấn Độ, quá là bả cháy luôn con chơi. Cảm ơn bạn dõi này là cái tiếp, nhớ like, subscribe.